Vâng, em chào tất cả các bác nhé. Đây là một con 57S hàng cho bác sưu tầm nhé. Con này nó phải nói là nó đẹp, cực đẹp, cái mặt nó cực kỳ vàng luôn nhé. Rất là khó kiếm một con mà cái mặt nó vàng như thế này. Mặt nó vàng khè luôn nha. Nhiều con nó về nó trắng, cái con này nó rất là vàng nha. Vàng đều, vàng kiểu như là những dòng test 10, test 10 SE đó, rất là đẹp luôn. Con này về có catalog nha. Rất là sưu tầm theo luôn, mới cứng đét luôn nha. Giá là 6.500.000. Dòng này size lớn nha các bác. Đấy. Những dòng này thì tích hợp cho các bác chơi vừa 48H và 44H nha, để cho các bác chơi qua nút qua này. Đây là những con dòng xin DAT của Sony, nó giải mã không cần đĩa mồi nha. Âm thanh rất là hay, tiếng rất là sáng, chi tiết rõ ràng, và hỗ trợ cho các bác là hai ống gỗ sườn cho các bác ghép vào những con âm ly receiver như là con 9090 hoặc là những con dòng receiver mà hay là những con âm ly nó có hồi gỗ như Acufay vân vân. Lúc mai rất là đẹp nha. Giá 6.500.000, hàng long lanh luôn nha. Đây các bác có cái bàn. Tất cả là ngon lành. Phía sau nó là full cổng nha, cổng giải mã lock coaxial optical. Chắc âm những cái này hay lắm. Nên các bác trong cái tầm tiền này các bác chơi những con này vừa nghe hay vừa bày rất là đẹp. Kia là con 9090 DB sáng nay vừa về. Giá là 45 triệu nha. Này rất là mới nha các bác. Hàng đấu giá không nha. Đây, các bác thấy cái ruột con này. Đấy, mới như thế này nha. Và con kia nó cũng vậy nha, đồng giá là 45 triệu. Các bác lấy con nào cũng được nha. Hay là những sản phẩm đấu giá eBay về. Giá 45 triệu bao ship cho các bác nha. Đồ đẹp, đồ chắc, đồ dinh thì các bác yên tâm về những sản phẩm bên em. Đây là những sản phẩm đấu giá eBay cực kỳ tuyệt vời. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình 0978338 14 hay là 0965770277. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Đây là 9KDB về ngày 7 tháng 8, rất là mới nha, cực mới luôn. Đây, tháng 8 này về chỉ được một con nha. Đây, tháng 7 thì được 3 con, 7-4 con luôn. Đây rất tầm tiền, chỉ có 6.500.000 thôi, em bao ship nha, giá em không thể bớt được. Thằng em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng nên các bác xem cái độ đẹp nó này. Đấy. Con này mà phối ghép vào những con 3 con 7 ESR thì tuyệt vời luôn, đúng bộ đúng cặp luôn nha.